Đi nhanh lên mày. Đang ngủ, tự nhiên mày gọi tao đi làm gì? Đi nhanh còn đi làm nữa chứ. Đã đến giờ làm đâu. Đợi tao mày. Đợi tao mày. Đây là bài tập em sửa cho anh rồi. Anh xem qua đi nhá. Ừ, anh biết rồi, anh cảm ơn nhá. Thôi, em đi học đây. Em chào anh ạ. Ừ. Đi thôi mày. Nhanh còn đi làm nữa. Nhanh cái chân lên. Tưởng thế nào? Tưởng cái gì? Hì hục đi sớm thế, hóa ra là hẹn nàng ở bến xe buýt à? Thì của anh phải đi học, nên chỉ có lúc này là gặp được nhau để đưa sách vở cho tao thôi. Ách chà chà, kinh kinh. Chàng với nàng giờ còn giúp nhau học cái đấy. Yêu rồi à? Yêu cái gì? Ừ, không yêu mà sao thân thiết thế? Yêu nào rồi? Kể đi. Mày hâm à? Kể đi. Ơ, xấu hổ à? Sao đi nhanh thế? Xấu hổ à? À, kể đi. Có cái gì mà kể? Mày phải kể để cho tao có kinh nghiệm tình trường, tao còn tán gái ấy mày. Mày hâm rồi. À, mày phải kể đi. Hả? Kể cái gì? Kể để tao còn biết. Không có gì kể. Phải kể. Mùa sớm thu em vào lớp tôi, ngồi kế bên em cười thế thôi. Vô tình làm tôi rung. Mày cười cái gì đấy? Tao có cười gì đâu. Đấy. Chó đấy. Mày trêu tao. Đưa. Đưa. Mày chưa? Ôi, anh chào anh nhá. Đi ăn đi mày. Tao chẳng muốn ăn. Sao? Không ăn thì đưa đâu có sức mà làm. Hạnh nó giận tao rồi. Mày... Thôi thôi, tao không cười mày nữa. Mà tao nghĩ Hạnh nó không giận gì mày đâu. Bởi vì đây đâu phải lỗi của mày. Lỗi là ở cái Hạnh nó tụt quần mày đấy chứ. Mày nói bé bé tôi được không? Rồi, nói chung ấy là mày bị tụt quần là do lỗi của cái Hạnh. Thế sao Hạnh nó né mặt tao? Bình thường mày là đứa hay khuyên bảo tao, sau này mày ngu ấy là vì nó thấy xấu hổ đấy. Là sao? Thì con gái con đứa bây giờ đi tụt quần một thằng con trai, xong rồi lại còn thấy cái con run của mày nữa, thì làm sao mà nó không xấu hổ được. Mày bảo ai là run?
của tao ấy là bà Giòn. Ừ. Tí tí thế kia mà bà Giòn nữa. Ừ. Mày mẹ tí ấy. Thôi thôi, bây giờ con gì cũng được ấy. Nhưng mà nói chung ấy là con Hạnh nó không giận mày đâu. Bởi vì lỗi đâu phải là của mày. Đúng không? Thế bây giờ tao phải làm gì? Thì bây giờ mày cứ tỏ ra bình thường đi. Ừ, tao hiểu rồi. Mày đi đâu ấy? Tao lấy sách vở cho em ấy dạy. Mày điên rồi, không được. Mày bảo là tỏ ra bình thường còn gì? Bình thường, nhưng không phải là hôm nay. Hôm nay cảm xúc nó còn đang nhiều. Giờ mày sang ấy, là em ấy đập mày chết ấy. Thôi, đi ăn phở đã, tao mời. Cũng được. Thôi, đi. Xây được trước thiết kế. Đi rồi đây. Anh ơi, cho em hai tay cầu nhá. Ok em ơi. Hai tay cầu vào đây nhá. Thôi, vui lên đi. Của hai anh đây ạ. Mi. Anh Cường. Đúng là cái thằng dạy gái. Chuyện này là sao? Sao em lại ở đây? Anh tưởng em về quê rồi chứ. Tao xin lỗi mày nha. Thôi không sao đâu. Hai đứa ở đây nói chuyện đi. Tao ra kia đợi. Tôi còn một ít tiền. Cô cầm lấy mà ra bắt xe về quê đi. Bố mẹ cô đang mong cô đấy. Anh không về luôn ạ? Tôi có việc về sau. Anh Cường, em cảm ơn anh vì hôm nay anh đã giúp em. Em xin lỗi những chuyện em đã làm. Em sai rồi. Mình quay lại có được không? Anh Cường, em vẫn còn yêu anh mà. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhân cách để nói ra câu ấy à? Yêu á? Cô không xứng. Anh vẫn còn yêu em mà. Hôm nay tôi giúp cô, không phải vì tôi yêu cô, mà tôi thương hại cô thôi. Nếu sau này, cô vẫn gặp được một người yêu cô, thì cô hãy yêu anh ta thật lòng, và cho anh ta thêm thời gian. Những thứ cô muốn, anh ta có thể cho cô được. Chào cô. Sau lần đấy, em cũng định nghe lời anh về quê. Nhưng mà nghĩ lại, về quê bố mẹ em biết chuyện, bố mẹ sẽ buồn lắm. Rồi họ hàng, hàng xóm láng giềng nữa, mọi người lại dị nghị. Nên em mới quyết định ở lại thành phố kiếm việc làm. Vậy dạo này em sống sao? Em xin làm ở một shop quần áo. Nhưng mà người ta trả lương ít quá, nên là em mới xin vào quán phở. Làm được mấy hôm thì gặp anh ở đây này. Dạo này anh thế nào? À, anh với thằng Tuấn ở lại thành phố làm. May mắn gặp được một chú giúp đỡ, nên bây giờ hai thằng đang làm tờ hồ. Nói chung là cuộc sống cũng ổn định. Vâng, thế thì tốt rồi. Mà thôi, em xin vào làm đây. Em chỉ xin ra ngoài một chút thôi ạ. Anh còn mấy tiền, em cầm lấy đi. Thôi, em không lấy đâu. Em cầm lấy đi. Cuộc sống mới vẫn còn khó khăn, còn nhiều cái để lo nữa. Em cầm đi. Giữ gìn sức khỏe nha. Anh đi đây.
Sao mày dại thế? Lần trước con Bi đã bỏ mày như thế rồi, mày còn cứu nó, sao bây giờ lại còn cho nó tiền nữa? Thì cô ấy cũng đang gặp khó khăn mà, mình giúp được gì thì mình giúp thôi. Tao hỏi thật mày nhá. Hỏi gì? Mày còn yêu Mi à? Không, tao với Mi bây giờ chỉ là tình nghĩa thôi. Dù cô ấy có đối xử với tao như thế nào, nhưng trước đây cũng đã từng yêu nhau mà. Vậy nên tao vẫn rất tôn trọng và thương cô ấy. À, tao biết rồi. Mày bây giờ chắc chỉ có Quỳnh Anh thôi nhỉ? Mày hâm à? Tao không có. Lại không đi. Thì tao với Quỳnh Anh có gì đâu. Thế tao hỏi thật mày nhá, mày có cảm thấy thích Quỳnh Anh không? Thì... Mày cứ trả lời thật đi. Thì cũng quý quý một chút. Quý á? Thì... Nói chung là nói chuyện thì cũng thấy vui. Lâu lâu không gặp thì thấy nhớ. Nên... Quý anh à? Em chào hai anh ạ. Chào em. À, tao chợt nhớ ra, tao phải đi đánh nhau với Tào Tháo đây. Em nói chuyện với em Cường nhá. Ui. Đi đánh nhau với Tào Tháo là sao hả anh? À, là nó đi vệ sinh ấy mà. Sao đi vệ sinh lại là đánh nhau với Tào Tháo nhở? Em tới lâu chưa? Em tới được một lúc rồi mà chẳng thấy các anh đâu. Em đang định đi về thì gặp anh ở đây này. À, bọn anh vừa đi ăn trưa về. Vâng. À, ra đây em bảo cái này này. Hôm nay em sang nhà bạn chơi, thấy nó có cái laptop cũ không dùng nên em xin nó mang sang cho các anh này. Anh lấy mà dùng đi, nó giúp rất nhiều cho việc học tập cũng như là tìm kiếm thêm thông tin đấy. Nhưng bọn anh đâu biết dùng cái này đâu. Dùng dễ lắm, anh cứ dùng một thời gian là quen. Nếu có gì khó thì anh cứ hỏi em sẽ chỉ cho. Nhưng hôm trước em đã mang sách sang cho anh rồi. Giờ lại còn laptop. Như thế anh ngại lắm. Không có gì phải ngại đâu ạ. Với lại các anh cũng cần nó mà. Máy bạn em mà để không ấy thì lại phí ra. Trong máy tính này có rất là nhiều thứ để học, như là soạn văn bản này, Gmail, Facebook, Excel và rất là nhiều phần mềm khác nữa. Anh cố gắng tìm hiểu thêm nhá. Nhưng như thế này cũng không ổn. Như kiểu là anh đang lợi dụng em đấy. Không sao đâu ạ. Thì anh cứ nghĩ như là em trả ơn anh vì những lần trước anh đã giúp em. Thôi, bây giờ em phải lên trường rồi. Anh cố gắng tìm hiểu nhá. Nếu có gì thì anh cứ hỏi em. Vậy thôi em về đi. Em chào anh nhá. Anh cảm ơn nhá. Ô, cái gì đấy? À, em mới mang laptop sang để cho mình mượn học ấy mà. Thật á? Ui, ngon. Tao ước có một cái như này đấy. Mà ấy, nhà chú Hà còn có cái cục gì nhỉ? À, Wi-Fi. Đấy, đấy, đưa tao xem nào. Nào. Ui, xịn đấy, xịn đấy. Ui, cầm. Nhiều ứng dụng thế. Bấm kia kìa. Đây thử cái này nha. Như nào? Thứ phải ấy wifi nhỉ. Ô, anh Dung. Em chào anh Dung. Hai chúng mày làm cái gì đấy? Em đang xem máy tính anh ạ. Máy tính ở đâu? Bạn gái Cường vừa mang tới đây. Mày hâm à? Bạn gái gì? Đừng nói với tao là con bé vừa lại đi đấy nhá. Hình như thế đấy anh ạ. Sao vậy ạ? Nói thật ý, trông mày xấu xấu, đen đen, bẩn bẩn. Gia cảnh thì nghèo. Thế đách nào có gái theo. Lại còn xinh xắn, đáng yêu. Nhà lại còn giàu nữa chứ. Có gì đâu anh. Mà tao nghĩ nó đối tốt với mày ấy, chắc chắn nó có âm mưu gì đấy. Thôi chết rồi. Sao anh? Tao nghĩ con bé này nằm trong đường dây buôn bán nội tạng người. Nó dụ thằng Cường, sau đó bán thằng Cường đi.
anh linh tinh cái gì đây? Không có chuyện đấy đâu. Thế này, thời buổi bây giờ ấy, con gái thực dụng lắm, nó toàn đi lừa tiền người khác thôi. Mà chả hiểu sao bây giờ làm gì có đứa con gái nào lại mang laptop cho con trai. Chắc là đợt trước em giúp em ấy nên bây giờ em ấy trả ơn mà. Mà tao chỉ nói thế thôi. Chúng mày lớn rồi, tự thức khách. Tốt nhất thì cũng cẩn thận hơn. Vâng ạ. Thế thôi, bao giờ làm rồi kìa. Vào làm đi. Vâng. Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo số điện thoại 0859 11 3333.